Hơn 4.300 công dân cách ly tại các khu cách ly tập trung ở Nghệ An được trở về địa phương sau 14 ngày. Nhiều siêu thị, cửa hàng bị xử phạt vì không chấp hành lệnh đóng cửa theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. 6 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong tuần đầu thực hiện cách ly xã hội. Xin chào quý vị và các bạn đã đến với bản tin Chào buổi sáng của báo Nghệ An. Những thông tin mới nhất trên các lĩnh vực sẽ được chúng tôi chuyển đến ngay sau đây. Thưa quý vị và các bạn, một thông tin đáng mừng sau những chuỗi ngày lo lắng trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, đó là tính đến 15 giờ ngày 9 tháng 4, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An và các huyện thành thị đã trao giấy chứng nhận hoàn thành nhiệm vụ cách ly trở về địa phương cho 4.347 công dân. Như vậy, trên địa bàn tỉnh hiện chỉ còn hơn 5.400 công dân đang trong cách ly tập trung. Các đơn vị Trung đoàn 764, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Kỳ Sơn, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Vinh và các địa phương vừa phối hợp với các trung tâm y tế huyện tổ chức trao giấy chứng nhận hoàn thành nhiệm vụ cách ly 14 ngày trở về địa phương cho 194 công dân. Tất cả các công dân Việt Nam từ các nước Lào và Thái Lan được các đơn vị tiếp nhận từ ngày 26 tháng 3 năm 2020. Đây là một trong số nhiều đợt trao giấy chứng nhận hoàn thành nhiệm vụ cách ly cho công dân diễn ra trong nhiều ngày qua. Trong quá trình cách ly tại các khu cách ly tập trung, các công dân không có các biểu hiện ho, sốt và đã được xét nghiệm sàng lọc COVID-19 lần 2 đều có kết quả âm tính. Sức khỏe của các công dân hoàn toàn ổn định, đủ điều kiện để trở về địa phương. Như vậy, tính đến 15 giờ ngày 9 tháng 4, hơn 4.300 công dân cách ly tại các khu cách ly tập trung ở Nghệ An được trở về địa phương sau 14 ngày. Hiện còn 5.406 công dân đang tiếp tục thực hiện nhiệm vụ cách ly. Trong một diễn biến liên quan, tại khu cách ly tập trung trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học phổ thông số 2 Nghệ An, Trung tâm Y tế huyện Nghi Lộc vừa tổ chức lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc COVID-19 cho 523 công dân. Những công dân này trở về Việt Nam từ hai nước Lào và Thái Lan qua cửa khẩu Cầu Treo, Hà Tĩnh, được Ban Chỉ huy Quân sự huyện Nghi Lộc tiếp nhận vào 2 ngày, ngày 29 tháng 3 và 30 tháng 3 năm 2020. Nếu không có các triệu chứng như sốt, ho và có kết quả âm tính với COVID-19, những công dân này sẽ hết thời hạn cách ly trong 2 ngày, 11 tháng 4 và 12 tháng 4. Thưa quý vị và các bạn, tạm đóng cửa các dịch vụ kinh doanh mặt hàng không thiết yếu là một trong những động thái quan trọng nhằm thực hiện tốt việc cách ly xã hội, phòng chống dịch COVID-19. Song tại nhiều địa phương, không ít hộ kinh doanh mặt hàng không thiết yếu vẫn lén lút mở cửa đón khách. Trước thực trạng đó, các huyện thành thị trong tỉnh đã thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành để nhắc nhở, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Những hình ảnh này được quay tại một siêu thị điện máy ở thị trấn Nam Đàn. Khi đoàn kiểm tra liên ngành của huyện đến kiểm tra, nhắc nhở, nhân viên siêu thị mới đóng cửa, tạm ngừng đón khách. Tại đây, đoàn kiểm tra liên ngành đã giải thích rõ hành vi vi phạm, tiến hành lập biên bản với mức phạt 10 triệu đồng. Tương tự, tại các cơ sở kinh doanh mặt hàng không thiết yếu khác, đoàn kiểm tra đã tiến hành xử phạt nghiêm. Như tại cửa hàng mua bán và trao đổi điện thoại thành danh trên địa bàn thị trấn Nam Đàn cũng bị phạt 7,5 triệu đồng. Đồng thời, một cá nhân bị phạt 200.000 đồng vì không đeo khẩu trang. Các siêu thị điện máy dọc tuyến quốc lộ 46, trung tâm thị trấn Nam Đàn cũng bị điểm danh trong đợt kiểm tra này, như siêu thị điện máy Xanh bị phạt 10 triệu đồng, điện máy Thanh Chương bị phạt 7,5 triệu đồng. Tại thành phố Vinh, đoàn liên ngành của thành phố đã tiến hành kiểm tra ngẫu nhiên, đột xuất hầu hết các tuyến phố, trong đó trọng tâm là các tuyến phố mà theo dư luận nhân dân phản ánh là nhiều hàng quán kinh doanh không thiết yếu, chấp hành chưa nghiêm lệnh tạm dừng kinh doanh để cách ly xã hội từ ngày 1 tháng 4 hoặc đóng cửa nhưng đối phó vẫn bán hàng. Đoàn đã trực tiếp đến một số quầy ốt để nhắc nhở, yêu cầu các quầy ốt chấp hành nghiêm chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tạm dừng kinh doanh để thực hiện giãn cách, cách ly xã hội góp phần phòng chống dịch COVID-19. Thông tin từ Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Nghệ An cho biết, trong 8 ngày thực hiện cách ly xã hội theo chỉ thị 16 ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ, lượng phương tiện tham gia giao thông giảm, bởi vậy trật tự an toàn giao thông trên địa bàn ổn định, không xảy ra các trường hợp đột xuất khác. Trên địa bàn tỉnh xảy ra 3 vụ tai nạn giao thông, làm chết 3 người, bị thương 1 người. So với cùng kỳ năm 2019, giảm 1 vụ, giảm 1 người chết, giảm 1 người bị thương. Từ ngày 1 đến ngày 8 tháng 4, lực lượng cảnh sát giao thông đã tổ chức 4.555 ca tuần tra kiểm soát, lập biên bản hành chính 510 trường hợp, ra quyết định xử phạt 347 trường hợp, chuyển kho bạc thu phạt trên 300 triệu đồng. Trong số này, 84 trường hợp vi phạm tốc độ, 6 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.
Theo lãnh đạo Phòng Cảnh sát Giao thông tỉnh, trong thời gian tới, cùng phối hợp với các lực lượng khác, Cảnh sát Giao thông tiếp tục kết hợp thực hiện nhiệm vụ kiểm soát, phòng chống dịch COVID-19 với tuần tra, kiểm soát và xử phạt nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin chào buổi sáng của báo Nghệ An. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.